Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện có lẽ là nơi không có khái niệm về ngày tháng, không có cuối tuần, cũng không có đêm ngày. Bao trùm là sự căng thẳng của các bác sĩ và sự thấp thỏm của những người bệnh. Và tất cả mọi người đều đang nương tựa vào nhau trong những ngày vất vả chăm bệnh nhân ở bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế là Bệnh viện Chợ Rẫy. Có lẽ đây cũng là nơi hiếm hoi tại phía Nam có một khu nhà tạm để người thân bệnh nhân có thể nghỉ ngơi. Dẫu rằng tạm bợ nhưng cũng là chốn đi về của hàng trăm người. Và ở đây, người ta có những nỗi sợ hãi giống nhau. Và một trong số đó là tiếng loa của bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên chương trình vào đêm qua 11 tháng 9. Một trong số rất nhiều những cái hành lang của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh trong đêm 11 tháng 9. Và để hình ảnh mà nằm vất vưởng như thế này được giảm bớt thì có một khu trại, một khu nhà tạm tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh được gọi là trại T25. Trại T25 sẽ là nơi lưu trú của hàng trăm thân nhân bệnh nhân, đặc biệt là những người có người thân đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu. Nếu như mà ở đây ít ý, thì là một tuần, còn nhiều thì phải là vài tháng. Ở nơi này thì cái tiếng ám ảnh nhất đấy là tiếng loa. Mặc dù cái tiếng loa đấy thì thông báo thông tin cụ thể cho họ về tình hình của người thân mình. Tuy nhiên đó cũng có thể là tiếng loa để thông báo về cái tình trạng đã chuyển biến rất là nặng nề của người bệnh. Khó, mỗi lần mà loa phát lên thì cứ giật mình. Nói thẳng ai cũng vậy, sợ là có kêu tên con mình không để nghe xem tình hình ra sao. Tại vì một ngày lên thăm được con tiếng đồng hồ, ta phải thăm dòm xem con mình nó có hồi phục hay là không, là làm sao, nghe tiến triển làm sao. Chứ mình cũng giờ chỉ trông chờ cho con, mong cho con mình nó khỏe thôi chứ. Sau đây thì biết rồi á. Mời bệnh nhân Lê Giàu Sang, Nguyễn Thái An. Gọi kêu là run sợ, sợ chuyện này chuyện kia, sợ lắm. Lần kêu là sợ quảng hốt hết rồi. Một thì đi đóng tiền, hai có chuyện gì vậy đó. Mình sợ quá đi con ơi. Giờ biết làm sao hết, giờ xui rủi, giờ phải chịu, giờ biết sao, xuống đây lo lắng đủ thứ. Kiến là sáng giờ cũng đi về một ca kế bên đây nè. Cũng đi về, hôm qua ca kia cũng về, cũng có tai nạn mà nặng quá đó, giờ chạy đi về thôi. Sốc, khóc quá trời, mình thấy mình cũng đứt ruột, đứt gan luôn. Thì mình phần em mình nằm đó, cô cũng lo nghĩ, cô cũng sợ, cô run hết trơn luôn rồi. Người hết bình tĩnh luôn. Đúng, ở đây nói hoàn cảnh thương tâm này rất là nhiều, nó xảy ra thường xuyên luôn. Thành ra ở đây tụi chị làm việc ở đây, mình cũng đặt cái tâm trạng mình vô tâm trạng với người nhà để mình hiểu được. Rồi ví dụ người nhà vô đây là tinh thần họ căng thẳng dữ lắm. Thành ra mình á, ở xa mà tới đây mình không có giúp gì được. Mình chỉ những lời mình quan tâm, mình hỏi han là bệnh nhân như thế nào. Thì thân nhân họ cảm thấy giống như là ở xa tới cũng được có sự quan tâm, có sự an ủi, chia sẻ. Họ cũng an lòng, cũng vui một chút. Thành ra tụi chị không giúp gì được, chỉ mình chỉ là lời nói, mình động viên, mình an ủi thôi. Để cho thân nhân họ khi tới đây họ an tâm trong lúc mà chờ tin này kia, an tâm về, không phải lo về bữa ăn, không phải lo về chỗ nghỉ. Xin các bạn, xin mời bệnh nhân Lê Giàu.